lắm. Không, tao nói không mà. Gì cho mày lại đây? Nói không biết làm sao tiền. Tiền là phù du thôi. Vậy chết mẹ luôn. Chứ tao không như vậy mới lẹ mà nghĩ sao vàng đồ vàng giá mà đem vô trong tiệm lớn mà đem mày đi đi bán mà hiểu sao? Mày nói nhiều không? Vừa hồi sáng em làm, em bê bóc cái cây, để đụng lên ra bóc hàng chở hàng ra xe á, xe tay á. Em thấy dưới đất nó rớt chạy ông nậu vô ai biết chạy thiệt chàng che á. Anh cho anh biết không? Mày nhìn cho kỹ cho coi cho nó. Sao vậy bác? Kìa nó cười gì mà nó kêu. Đứng mình mặt mình giang manh lắm hay sao? Nó kêu nó nói mình là sao? Nó kêu mà nhìn vô mặt mình nó nghĩ mình là thằng trộm mình cướp hay sao? Không phải là trộm mình. Vậy sao? Không phải. Không phải nó nghĩ mày ăn trộm mình cướp đâu. Nó nghĩ mày không có tiền mà lừa đảo mà vô mày bán ha. Ông nghĩ sao vậy? Chàng vé mà đi mày sách mày bán mày luôn nó không cần. Chứ ông nội tụi ai biết. Ông mấy tụi biết liền luôn nghe. Ông mấy tụi nghĩ ông bè chắc giờ độ rồi trúng mánh rồi chưa. Thờ tớ rồi chứ đẹp hết xe. Giờ ông biết liền luôn ấy. Mấy mày vô bài đó mày mới cầm áo vô nó cô. Một con bán cái vàng này vậy mà vô mày kêu chàng vé mà nghĩ bán con chuồng mấy nhỏ ngồng có nó cừu cho thật lấy luôn. Vậy thúi mẹ ngồng quá mà cừu mà mím á. Mấy thiệt ai là biết mà vô giờ mày biết không. Bình thường tao mang ghim nữa ông nội tụi ai đối chị. Mày đúng không. Bữa nay thảo bữa nay công ngờ nó làm vàng vé y vàng thiệt mà sao biết được. Chỉ có vô tiệm vàng thử chứ. Mẹ biết mà bị khẩu trang vô mẹ nè che ba khẩu trang vô. Đầu quán. Má đụng tướng nào ai nghĩ đâu tướng vàng thiệt chứ. Dây dây dây. Tôi gì? Nó bị tự nhiên em thấy anh Thu nó bém tự nhiên em có ý tưởng anh. Cái tôi gì nói rồi nè. Ý tưởng là thầy em có cái nhãn vàng nữa nè. Tại vì thiệt là giờ giá anh. Giờ em mới làm muốn giờ em á. Thiệt á? Thiệt. Em tính làm màn trò đây nè. Ý là mình trò mình chập nó cho. Chứ chập nó sao nữa? Nói chung là em có chuẩn bị hai cái nhẫn còn một cái nhẫn giá trang bị nữa. Anh hiểu không? Rồi. Giờ chút mà thí dụ có sơ lỡ mà Thu nó ái thì em còn tráo đấu. Chứ ai đâu biết. Tại vì cái màn trò đây kiểu là chúng anh chỉ là người si mồm. À, có nghĩa là tao xí bùng vậy. Giờ anh cầm cái nhẫn em, anh đi kiếm cái chỗ nó hợp lý. Anh bỏ ra chút ở mấy anh em mình tới đó, nhặt được. Hey, coi. Tức, bây giờ em test cái quen bàn chút nha. One hour later. Tao mấy anh em mình đi kẹo kia ngồi uống nước mía rồi cho vui. Đây. Đã kẹo uống nước mía rồi. Uống nước mía rồi. Chứ tưởng nào trò chợ đều mì chứ hả? Đứng mẹ đây mẹ. Người xem mẹ này, chị đó là quẹ đang chiếu mà. Đó tông tranh cái gì mà. Quẹ đang chiếu mà. Quẹ đang chiếu mà, cơ mày. Thay ông cũng thay heo đó mà. Mẹ xe xịt nhót là chứa cho đó. Blubber giờ. Ừ. Bán như nhường cổ qua mấy hồn á. Dừng lại. Đâu? Cái gì? Khùng sao vậy? Chú. Dạ nhận vàng quay đây lên. Không có. Tụi mày bé nhận vàng đâu mà vàng hả? Đồ không? Đồ không? Nhận vàng. Ông cái nhận vàng tôi làm quay. Con ông á. Dịp trẻ ông đi mẹ đi. Cái gì chứ? Con cái gì? Mẹ nó tướng nó. Cái này là nhẫn vàng thiệt nè, mày coi lại đi. Vàng đâu mà tên đâu, cửa rót nè ông đủ. Đúng mày cũng khùng quá, bi đi lên nó điện chục mẹ đi. Vàng nhẫn thiệt, mày coi lại nè. Quên tay mày nhẫn vàng thiệt có bú đít đâu á. Quên tay mày nhẫn vàng thiệt có bú đít đâu á. Mày chắc ăn không? Bây giờ tao. Trời, không tin mày. Ông quá thâm mệt, ông quá khủng quá. Bó này ăn thu đâu, bây giờ tao. Ủa mấy vàng thiệt đâu đi đâu ơi. Đồ này này này. Vàng thiệt không mày đi đem đi bán ai nè. Tụi lại giống không? 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 Đi bán anh em chuyện đâu? Mày nó nói vậy rồi. Đi đâu hả? Mày, bây giờ mày không đi đâu đúng không? Ông đi đi. Bây giờ tao đi bán rồi mà có tiền mày đừng có đòi nha. Ông dịp mẹ đấy. Mẹ đâu vàng thiệt. Yến đầu ông hả? Ai biết rồi mày cái bây giờ người ta rất là đường này. Ai biết chuyện cái gì? Không mà nó từng lượm vàng là nó biết. Nãy về lại đâu phải gì người ta không? Cái của tao luôn mày. Này. À quên, cái con mắt mày bị bù lạnh anh hay sao rồi? Tao nãy ông đi. Học cá hồi nãy mày cầm nó khác cái mèo nãy ông đi. Cái này cái mèo khác. Ơ xịn mèo lắm mà. Ông vô bác hồi nãy chút nữa mày tứ mày không coi. Hồi nãy tôi xích tứ rồi kìa. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Cho tao chờ ông rồi ông đổi cho ông vậy. Ừ. Ông đấu lên tao tốt cái này. Bây giờ ba thằng mình đi. Đậu ngang, nếu như mà vàng thiệt là mày đừng có hấp hé em, mày đừng có nói chia em, tao chia được lên nha. Tao chia được lên. Khủng quá. Mày chắc không? Chịu không? Không, nhận giáo mà chia cái gì vào đó chốt lên cho ông chị mẹ chồng thí mẹ luôn. Thấy cảnh. Mày nhớ á. Rồi mày chặt nữa mày chịu túi mày vàng thiệt kêu đòi chia là không có đâu, không có đồng nào đâu không? Đứa mẹ đấy.
Bé thằng chết lao cơ. Giang 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 Thu, giờ tao quay chờ đi, đâu đi. Đâu đi. Đi đâu đâu này? Sợ gì đi. Mấy là thiệt xe thiệt chép đi đâu mày. Chỗ này báo xì mà bằng à. Tụi là ngoẹo kêu quá thằng ném á bác chàng chè. Đi đi. Có đi rồi vô vô. Thôi hết đi. Thôi đâu. Quá vậy, quay tôi dám vàng chứ. Thôi coi cái tay vàng kia còn dám, ông cứ kêu vàng 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 thiệt. Chứ có quay cô đâu mà cô sợ. Khi nào quay em tôi quay. Tôi quay lên an ninh định này. Sao vậy? Tay vàng kia đúng vậy. Hãy vàng kia hãy. Như ra chị. Mẹ hả đó. Mẹ móc xuống vùng kia mà chứ. Ở đây vàng kia đúng vậy. Mày thấy chưa? Thiệt hả? Mày thấy chưa? Mày im ngang rồi đừng bao giờ mà mày nhắc cái tao cái câu mà chia nghe. Bán đi, bán luôn đi. Chị bán kìa, giờ tao cứ bán bây giờ nó dành nó cho cái bây giờ đâu có gì nữa. Tao nào không có nói tao đem ra là bán. Bán. Để tiền. Chỗ tiền ở đây, đi ra kia. Nói cùng. Sao mày lại thu? Bán. Chưa chia vậy. Để mày nói thằng kia mình kia mà giờ chia. Đi chơi chớ ra kia nói. Đúng là gì ồm le ồm nói vậy. Chớ ra kia. Sao vậy? Sao vậy? Chết mẹ. Chờ đây kia. Có không có đâu thôi. Tao chết tụi mấy ông bà đồ. Tụi ông đồ mày mày giữ mày. Đồ gì? Đồ ai? Đồ tao, đồ mày nè, đồ lấy tao nói đâu dằn thiệt mày đéo tin thâu. Mấy ông dằn bị phù hộ đúng không? Ừ. Ông quậy gì ông bà cố tao luôn. Chứ chứ ông anh em mình tụi mấy không được chó. Mấy ông già chưa già. Tao đồ mấy ông già chưa chết mình. Đồ đồ cái xe mày không đồ. Đi gì ở chỗ đồng mày dừng lại xe chứ gái. Kia cái gì xe mày. Chồng này bác này chia này anh đi mình. Tại đã nói là tao bây giờ này anh bây em nói này. Bây giờ em chia ra là công bằng nè. Gì vậy bây giờ cũng công bằng vậy đó. Tôi không có chia. Ủa sao mày hai ông kêu không có phải thì dạng thiệt dạng giá rồi. Anh thấy mày đòi bú đi tao giờ bú đi đè. Giờ vậy cũng không biết chồng ông yếu cái lửa đâu mà bú. Đâu mày mày yếu gì quá. Tôi cũng muốn lợi mày cứ bú đi cổng đi. Bây giờ lợi tiền. Mày nói ào. Ý là bây giờ anh em mình nói ý là em nói anh này anh em mình có phúc cùng hướng đúng không? Có quẻ mình mà chịu quay tao. Nhóm giờ còn có ba thằng à. Không có rảnh. Bây giờ anh em mình làm đó anh thấy đúng không? Mày hồi nãy tao nói sao tao kêu dạng thiệt mày kêu 1 2 kêu dạng giá ba quen mày còn kêu vô đỡ cho ông dị mẹt đồ dị mẹt này nọ. Bây giờ chia này đó em chia ra ý suy luôn nè. Bây giờ là cái công tình anh Thái chấp nhận đúng không? Ừ. Bây giờ là anh 4 nè, em 3 nè, thằng Lên 3 nè, con quầy hay là con quầy 3. Đồ ngu, đồ anh Hải. Sao đâu? Tao 4 là mà nó ba đầu mày ba đầu đầu rồi cái con quầy đâu ra ba nữa nhỉ? Quầy có 1 à? Mày kêu mày có lắm 1 không? Quầy có 1 à thì ngu. 4 đi ơi. Đi nghe đồ mày. Mày ba nó ba hết đầu. À góp bị đâu con quầy đó. Thì ngu như bò. Bây giờ tao không có chia gì hết. Lộn lộn ấy làm tính lộn. Tôi lại đây, bỏ quầy ra tận quầy đông đây mày lâu á. Tụi mày cho nó dưới tàu nó chứ mày nó ăn gái thì cho nó cũng được. Mấy tèm nó uống nước rồi đi học nó uống nước rồi chứ mày đâu nghe. Bây giờ anh em mà nói thiệt bây giờ thao giờ anh 4 đúng không là em 3 là 7 7 là lên 2 cũng coi là 1 làm gì cái vụ gì tao có 2 mày chính gì nữa mày bây giờ hai ông mày không tin nữa tao tối đi mày có tối không bây giờ hai ông có cái đồng nào hết nãy tôi nói sao tôi nói dàn thiệt tao biết mày đi ra đấu mà kêu không tôi chỉ mặc đồ tôi kêu mày quen còn cho trái gì mặc đồ ra giờ anh em mình sau chứ không anh em gì hết á tôi đụng đó cất kỹ cho đó rất mắc nãy bán lại biết bán mẹ đi bán chi bán cho có mặt này đó hầu nào không có mặt mày tao đem tao bán mình tao lấy không được chia gì đó anh em gì bây giờ là tao chia cho thằng Lên một phần đúng rồi chia thằng Lên phần nhỏ chứ còn quầy một phần nhỏ còn lại của tao rồi mày nét nếu mà bên anh em tôi tình cảm hồi nãy mày nói rồi từ khi mày bú đít tao hồi nãy mày nói kêu được nếu dần thiệt mày bú đít tao rồi tao chưa em nó dạy anh cho dạy cho thằng nãy thằng nào kêu không đâu kêu bây giờ anh em mình mới về chưa danh dự nó bú đít anh sao mà danh dự gì sao nào nãy tao biêu nó tao siêu bầm rồi tao đưa nó
Nghe nè đi. Anh em mình mà. À, không có anh em gì hết á. Nghe nè. Giờ chia cho em dữ thì bán, chia cho em dữ cho đủ. Giấy xe từ, giấy xe từ đầu tôi nói mày đi đi bán mày vô không? Biết, tôi nghĩ đâu tôi vô hàng giả chả biết. Không, tao nói không mà. Nên gì cho mày lại đây. Nói không biết là sao tiền. Tiền là phù du thôi, không có sao người khinh. Mày thôi thử làm ăn thứ rồi tôi ăn cái đứa sao đâu chứ để ai làm thiệt. Tao mất đồ mà nó không kiếm. Bây giờ chờ nó ít ăn đi còn. Mày đừng có điên quá. Trời, mày nghĩ sao mới bị đủ. Thà từ đều kêu à tao là thằng xí được đúng không? Tao đưa nó đi đi bán nhưng mà từng lon, nhưng mà từng lon lúc đều nó cũng sáng biết ăn xúc xẻ biết cục cức á. Đồ sáng biết lúc đều tao biết là đó là dàn thiệt rồi. Nên là tao nói anh Bi, tao nói anh Bi là đi đấu để mà anh em mình chia này cùng mày là thằng mày là cái thằng trò trò nhất này, mày là mày kêu dàn ché. Mày nói Bi bẹo vậy bây giờ lúc đầu nãy anh Bi nó nói là nó kêu đỡ vô 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 trong đó cho nó cười anh. Trời cười ông mày nãy mày nói em quay clip lại nữa chứ. Nãy mày nói Bi. Tao nói em quay clip lại được. Vâng, nó nói em nó kêu tụi mày vô đỡ trong vô vậy thúi mày ăn tiếp mẹ sao. Thôi bây giờ mày nói gì thì mày nói gì. Vô vô dụng mày nói vậy chi? Ý là nói vậy để làm gì? Để anh Bi cho tiền mày. Nói vậy tao thì có sao tao nói vậy chứ điên hay sao vậy? Tao có sao nói vậy. Cười sao té. Anh Bi né ra chỗ gì vậy? Bây giờ chơi gì à, giống có nhiều quá mệt. Bây giờ chơi gì à, mấy anh tao không, tao không có bán, bây giờ tao không có bán, tao đỡ vài bữa tao bán. Đàm coi chút anh Bi. Nè, đây, tao thử thôi một chút, đừng nữa nó. Đó, tao thấy vàng á, mang gì à? Mang chơi. Sao thử mang thử gì không? Không. Coi nó giật á, hôm nay thằng nó gơ lắm, nó giật á. Thiệt à. Nó giật con bà nó đi gì à? Nhận gái này không? Nhận gái này. Nhận gái hay nhận tay cả cha. Mày lấy cái hộp quần nỉ của mày á, mày đảo lên, biết đâu quần nỉ mà coi lộn sao? Biết đâu mày coi lộn sao? Mình tứ mặt lên lộn đi. Không có Bi anh gì á, bây giờ chở gì à, đi ra xe chở gì à? Thôi đi. Trời, cứt á. Dây sao? Bây giờ ông kia không? Ông kia không? Mấy ông đổ mấy giờ phải gì một chi vậy? Đem sức bé tình cảm nha. Ủa chơi, từ đầu người ta đã nói rồi mày đi bán ơi, anh em mình chia mày phải không? Ông coi đây, tiền to vàng to thế này. Nếu như mà tao quay đồng tiền to vàng to thì từ đầu ta đã không nói mày đi bán. Tao im mẹ đi vào đây đâu. Anh đi vào cũng không gì cũng không lớn. Cho đi uống nước rồi thấy ông chia ra chắc. Ông tham lam chứ ông. Ủa chơi, từ đầu tao nói mày đi bán mà không chịu. Mày bây giờ đâu mày lúc này bãi thôi. Tao thu biếm không, mày đừng nói giùm mày chớ. Mày chớ tao với Bi về ngay. Về. Đi bộ gì vậy tốt? Cứ cho tao đi bộ gì hả? Cái gì sao vậy? Chưa tới giờ cũng chưa đi bộ gì à? Không có chưa. Thôi. Chớ về vậy thôi. Đó mày đi bộ vô luôn mẹ đi. Còn cái viên hoài gì? Tiếp luôn. Thôi rồi. Em giọng mẹ chứ chứ thằng nó nhận người ông chấp xuống mẹ. Đi mẹ ở. Mà xuống. Đâu? Đúng mẹ. Chào chị mày. Gì? Con chỉ chàng đụng mẹ anh em ba thằng kia ra chứ tham lam đụng mày chặt. Mày đi hay anh em kia đi. Xã hội đồng tiền, anh em như nước bọt, ngẫm thay cách sự đời. Thời thế nó đạo điên, lúc mình còn tiền bản thân đâu cũng có. Khi mình xa tơ không ai trong cuộc đời. Ủa? Ủa sao nói gì mẹ rồi rút cuộc là sao? Hả? Là rút cuộc sao? Sao? Nãy giờ thì mình làm bàn trôi ra trôi ai trôi mình hay trôi nó vậy? Giờ đâu đi bộ về vậy trời? Đi đón cái xe về cho anh mới là xin dục vàng mà. Xin dục vàng hè vàng trẻ này ông mậu. Rút cuộc trôi đá rồi giờ nó đi mẹ nó mất rồi xem. Cái cùng mẹ sao cái thằng nó tính á. Tôi gọi lại nói dàn giá anh Bi. Đồ mà đã vô trong chứng nhận là dàn thiệt rồi bà kia mới nói dàn thiệt rồi mày điên hay sao hả? Thôi điên đây cho nhanh anh. Đường này nhanh hơn này. Mẹ nè. Mệt thiệt chứ mày biết vậy để khỏi nhà mình coi kìa anh nghĩ ra. Giờ đồ mày trôi nói thành trôi mình giờ đi bộ gì à tao. Tao. Yeah.